À, xin chào tất cả mọi người á. Cái cây là cái hình thú mình mua ở vườn Mai Thành Hưng á. Nói chung mình ngắm nghía qua ngắm nghía lại á. Đây. Cái chậu cũ của nó tới 1 mét đằng ha. Đây. Sẵn đây cho mọi người xem cái chất trồng á, chất trồng lúc trước mình trộn là sơ dừa nè, trấu nè, cát và đất ha. Đó, mình thấy cái phần đất mà rễ dừa mục nè, thì rễ nó ra rất là nhiều quá. Mấy con mà rễ mai nó ra nhiều dữ lắm. Nó ăn vô cái rễ dừa nè, nó xốp nè, nó không rất là lâu mục á. Trấu hiện tại giờ nó không còn nữa, trấu thì nó đã mục hết rồi ha, chỉ còn cái rễ dừa này thôi. Đó, cái gì người ta trồng á thì không có cái gì mà nó xốp bằng cái rễ dừa này hết trơn á, rễ dừa mục này nè. Anh thấy không? Đó, hình như là mình trồng đây hồi tháng hồi Tết á, ngay nhìn 5-6 tháng này, trấu thì đã mục hết rồi ha, chỉ còn cái rễ dừa thôi. Mà mình thấy là khi chúng ta trộn cát vô nhiều quá thì rễ nó không có ra được. Sau này rút kinh nghiệm trộn cát ít lại ha. Đó, chúng ta trộn sơ dừa, vỏ trấu, lại đất lấy trong mấy rễ dừa mục á, cát thì chúng ta trộn ít thôi. Đó, cũng có cát mà ít thôi ha. Lúc trước thì chúng ta trộn một, thì giờ chúng ta trộn 1/4 thôi ha. Như là một sơ dừa, một trấu, một đất trong mấy rễ dừa mục á, vậy là 1/4 cát thôi. Đừng có trộn nhiều cát quá. Đó. Nói chung là cát chúng ta sau này chúng ta bổ sung vô thêm á, chúng ta đắp trên cái bề mặt á, rồi cho nó rõ xuống từ từ á. À, mấy cái phần đất mà mình thấy là mình trộn bằng cái rễ dừa ở dưới đáy, lót đáy nè, rễ nó ra dữ lắm ra. À, mình thấy nè, đây, trong quá trình mình bò lên mình xử lý á. À, cái này thì ép vô chậu nhỏ, từ cái chậu 1 mét á, mình ép xuống chậu còn có 65 với lại 50, 65, 45 mà ha. Đó, ép nhỏ lại, tính ép nhỏ nữa ha. Tính ép 55, 40 thôi. Nói chung là cái này mình nuôi thành cái phơm tàn lớn á. Với lại cái rễ nó cũng tới mấy đầu rễ này hết rồi. Nói chung là 55, 40 thì nó tới đầu rễ này luôn á. Đó. Đây, cây nhỏ nè, lúc trước vô chậu lớn á, mà nó không bị úng á. Là do mình lúc trước mình có trộn một cái, mình xử lý một cái lớp rễ dừa mục ở dưới đáy á. Dưới đáy á. Còn bây giờ mình sẽ xử lý một lớp đá xanh ở dưới đáy á. Lại một lớp rễ dừa mục ở dưới đáy luôn. Đó, hai lớp này nó kế bên nhau á. Nè, lớp đá xanh dưới cùng. Rồi cái đến là lớp rễ dừa mục á. Đó. Anh em xem à. Đây. Cái cây này thì đối với những anh em nào mà cách trồng á, đối với những anh em nào mà mới trồng á, đây thì trồng theo cách của mình đây thì bảo đảm là nó không có bị úng á. Lúc trước mình trồng giờ mình làm biếng quá ha. Đấy, mình để nguyên cái bầu đất này luôn, mình không có khử gì hết á. Tại vì cái cây phôi này là mình mua là người ta nào neo đâu đó cũng 3-4 tháng trời rồi, nó nhú mầm nó lên tược hết rồi ha. Đó, lúc đó mình không có phá bầu được. Đó, phá bầu là nó hư à. Đó, với là không biết nó mạnh nó yếu như thế nào á, tại phôi rất là cũ rồi ha. Đó, đăng bán người ta đăng bán nó lâu quá ha, 3-4 tháng trời, 5-6 tháng trời gì đó. Đó, cũng không có biết được. Đó, không biết được là nó mạnh hay nó yếu á. Đó, thì mình để nguyên cái bộ đất này luôn. Đó, thì mình trồng á, thì nó sống nó tốt luôn á. Đó, cho anh em xem để mình lật qua hai bên, rễ nó ra rất là nhiều luôn nè. Đó, lúc trước mình trồng lấy tàn á, lấy tàn thì mình để nguyên cái bộ đất luôn. Đây, anh em xem á, rễ nó ra nè. Rất là nhiều rễ á. Đó. Trắng rễ luôn nè, rễ dữ lắm rễ ha. Đó. Anh em xem nè. Bây giờ quyết định mình trồng thì mình trồng vô cái chậu ép chậu cạn này lại ha. Đó, lớp đất dưới cùng á thì mình trộn đá xanh, cái đó là rễ dừa mục, cái đó là cái chất trồng mà chúng ta mình trộn 3-4 thứ á, đất, cát, trấu và sơ dừa. Đó. Từ cái chậu 1 mét đó, mình ép lại cái chậu còn có 65 thôi. Nói chung nhìn cây này nó cân đối hơn á. Đó, nhìn cây cân đối hơn. Cái này thì cái hoành đây đo được thì nó chỉ có đâu có 27-28 gì thôi. Không có lớn á. Trước vô cái chậu á. Rồi anh em nào mà mới biết làm á, đây thì sợ nó chết để nguyên màu đất trồng vẫn được á. Để nguyên màu đất trồng mà với điều kiện chúng ta lót đá cho nó rõ nữa, như bên đó mình rót đá bằng cái rễ dừa mục ha.
đó, thì nó sống nó tốt đó. Rồi này mình về mình ép vô chậu nhỏ rồi mình ghép luôn, mình chơi luôn á đó. Đó, chất trồng thì chúng ta chỉ cần đáp ứng cái điều kiện là rõ nước á, nó thoát nước, nó ráo nước là cây chúng ta trồng là nó sống thôi đó, chứ không phải phân thuốc gì nhiều quá. Đây tập trung vô phân quá thì cũng không được á, chú ý xử lý chất trồng trước á, cái bước đầu tiên cũng là bước quan trọng á. Giờ mình tiến hành mình trồng á, cái này thì mình cắt cũng mấy ngày rồi, nói chung là nó mới lú lú ha, mình làm luôn để cho, chứ mà để nó ra tược rồi thì yếu á. Sẵn lần làm lần khó hay làm luôn á, lần làm để chơi luôn. Anh em xem nè, đây cái rễ nó ra nè, đây, chắc trồng mình trồng mà, đây, ra nùi luôn ha. Đó, đây là những cái rễ lông, rễ tơ nè, nó hút nè ha, hút phân cho chúng ta. Chúng ta giải phân rồi thì nó sẽ hút phân nè. Đó. Đó, nguyên một cái hệ rễ nè ha, hút phân rồi nó truyền lên trên. Đó. Mấy ngàn cái rễ, mấy ngàn mấy triệu cái cọng rễ nhỏ nè, anh em xem nào, đây, đó, quá sức luôn à. Đây, trước nằm trong cái chậu nè, quá bự á, giờ chậu này có chút xíu à, để hai cái kế bên á, đây. Một trời một vực á. Rồi tiến hành mình xử lý nha. Đầu tiên chúng ta sẽ lót một cái lớp miếng lưới nha. Đó, cái đến là đổ đá xanh vô ha. Miếng lưới để cho đá xanh đá thì nó chảy xuống. Lớp mỏng thôi ha. Ta coi nó chừng 2-3 phân rồi thôi. Vậy, nhiều quá thì hốt ngược trở lại. Lớp mỏng thôi, rõ nước tuyệt đối nha. Không có này chúng ta lót than tổ ong rồi gạch đá dụng là mút đó, như mấy anh mấy chú nữa ha. Chú nó mút, lót mút thì cũng cây nó vừa nhẹ mà nó vừa rõ nước tốt nữa. Lớp cát núi cũng được á, chung cái nào cũng được. Mình có đá xanh mình lót đá xanh, em có gì em lót đó ha. Đó, nước tuyệt đối, chứ không có nặng bao nhiêu đâu ha. Đó, kế đến là một lớp, mình cho là một lớp rễ dừa mục á, rễ dừa mục cọng to to, chúng ta bầm nhuyễn ra ha. Cái đó chúng ta cho một lớp rễ dừa mục ha, rễ dừa mục chúng ta bầm nhuyễn nó ra. Để thế là sau này rễ nó sẽ ăn vô cái này á, nó mục xuống này rất là lâu quá, vài năm nó mới mục hẳn ha. Cái đó chúng ta cho một lớp chất trồng chúng ta đã trộn á. Chất trồng thì gồm có sơ dừa nè, trấu nè, một chút xíu cát á, và một phần đất lấy trong mấy cái rễ dừa mục này nè. Đó, trộn lại. Thì chất trồng đó chúng ta xử lý bằng cái nấm Trico Đạt Ma ha, hoặc là cái Miromin Gold nè, cái nào cũng được. Phải xử lý nha. Cái phần chất trồng mình đã xử lý bằng cái nấm Trico Đạt Ma rồi nha. Đó. Xử lý bằng cái này nha, để ngừa tiếng trùng. Hồi nãy trong cái phần phân nè, mình thấy cũng có tuyến trùng ít ít trong đây nè. Tuyến trùng nó làm mấy cái đầu rễ nó sần cục lên nè. Đây, cái này nè ha. Cục nè. Đó, nó làm cái rễ chúng ta nó không có hút được dinh dưỡng à. Đó, tuyến trùng nè. Em thấy không? Đó. Này có mà ít nè ha. Đó, chúng ta phải có cái Trico Đạt Ma ta xử lý à, như cái này nè, đó cái đầu rễ nè, anh em thấy không, nó phù to lên nè. Đó à, cái này thì mới có mà ít thôi ha. Đó, anh em thấy không, đó, cái đầu rễ này nó sẽ to, nó bị to lên nè. Đó, thấy không, đó chỗ này nè. Đó à, phải có xử lý nha.
Vì chúng ta đâu có biết trong đất này nó có gì trong đó đâu ha. Đó, xử lý chắc ăn. Đấy. Ở mình xử lý rồi á. Chúng ta rắc thêm chút cũng không được á, cái này cũng được á. Nói chung là cái này dư quá, cũng không sao á. Nó không có nóng gì hết á. Nên ta lót lớp đá nha. Lớp phải mỏng thôi. Rồi, lót đá một lớp mỏng ha. Rồi phân cho cái rễ sau này nó ăn xấu á, đừng có lót dày quá. Dày quá thì nó úng nước dưới đây. Rồi, đặt cái cây chúng ta vào á. Thì có ý á, đây cái ý thì nó có cái chậu nó có mặt tiền rồi á, cái lại đặt cho nó cao cao lên chút, đó, sau này nó lồi để nó đẹp á, để nó ăn cắm xuống nó lồi nó đẹp, chúng ta tưới nước nó cũng rõ, nó nước tốt á, chứ đừng có đặt chùm hủm ở dưới, cần thiết ta be lên chút xíu á, để ban khoảng chừng 5 phân tắc vậy nè, nó đẹp ha, nhìn gốc rễ nó, nhìn cây nó lực lưỡng á, nhưng mà đừng có cao quá, nói chung là nó vừa vừa thôi để em ta ém phân này nó còn giữ lại cái gốc á, nó không có bị lung lai chứ làm thê lơ ra nó đi ngang quẹt cái là giăng xuống đất luôn à, như cái bánh bao nha, như cái bánh bao để trên mặt không có ăn uống gì được trơn ha. Rồi chúng ta lấy chắc trồng, chúng ta vừa trộn á, ém chặt tất cả cái ngóc ngách còn lại á, xong rồi tưới nước. Đối với cái cây mà để nguyên cục đất nè chúng ta không cần trùm, còn đối với cái cây chúng ta phá bầu á là phải trùm kính lại á, phá bầu thì phải trùm kính hoặc là để trong mát luôn, vừa trùm kính vừa để trong mát á thì nó sẽ nhanh lên tược hơn. Cái này mình làm á, dùng chất trồng á, ém chặt tất cả các ngóc ngách này á, ém chặt tay nha, chứ để dễ vậy nó lỏng lơ lỏng lét à. Rồi, mình vừa trồng xong á, be lên chút xíu. Đó, sau này nó nổi lên đẹp ha. Đó, tết chúng ta tháo cái này ra, chúng ta phủi một lớp này xuống ha, phủi cái lớp sơ dừa này một lớp mỏng xíu thôi ha, cho nó im thôi. Đó. Thì rắc thêm lớp cát lên bên lớp bề mặt này nè, ta tưới nó im đất lại. À, vừa xong á, chúng ta tưới xương qua cái. Ép xong á. Đấy. Lót lớp đá. Rồi tới rễ dừa mục á, rồi tới lớp chất trồng, rồi đặt cái cây vào á. Cái này thì ít bữa mình ghép luôn á. Đây mình cũng không có tưới phân luôn. Đấy. Sẵn lần làm lần khó. Đây chứ trong đây thì ghép cỡ, nếu mà để trong cái chậu này thì cả năm sau nữa mới sang cái chậu này để chơi á, thì sẵn rồi mình ép qua cái chậu này mình chơi luôn á, trong thời gian vừa ghép vừa chơi luôn nè. Rồi anh em xem thấy tham khảo quá. Đây cái này mình trồng là mình để nguyên cái bầu đất luôn á, cái lúc mà mình mua cây phôi tới lúc hiện tại là cái cục đất nó còn y nguyên trong đây nè, không có bỏ cục đất á mà nó vẫn tốt á, là do chúng ta xử lý chất trồng á, nó xốp đó, lúc trước mình xử lý bằng cái rễ dừa mục để nó ra nhiều dữ lắm, ra nhiều quá. Bây giờ xử lý bằng lớp đá xanh dưới luôn. Rồi, đây là một cây rất là già. Đây, phong cách kiển cổ của miền Nam nè. Đấy, nó liền đầu hết trơn á, mặt cắt không còn thẹo dít gì hết trơn á, liền lạc cây. Đây là cái cây kiển cổ của làng Mai Phước Định nè. Đấy, người ta uống sữa tay cầm từ nhỏ rồi. Sau này thì mấy chú trên đó thì mấy chú cũng chơi mai, bắt đầu chơi chú ý tới mai ghép rồi ha, hoa nó đẹp đó. Với lúc trước thì ai nói gì nói á, mấy chú nói là chơi nguyên cái nguyên thủy mà chơi á, hiện tại thì sau này dần dà mình thấy bắt đầu có ghép nuôi lên rồi ha, ghép từ nhỏ nuôi đấy, chung thấy đi đâu thấy hay thấy đẹp thì người ta cũng bắt chước người ta làm theo á, kiểu như kiểu tiếp thu á, chứ mà
mỗi lần mấy chú trên đó nói là nguyên thủy là nhất, nguyên thủy là nhất không á, chuyển qua may ghép là mấy chú bàn ra hết rồi. Chúc mọi người làm thật là tốt á, rồi hẹn gặp lại các video sau. Thúc chúng ta phủ lên lớp cát á, và tưới miếng nước á. Tưới thì chúng ta ém cái bầu cho nó chặt luôn á, cho cái nước này nó xuống rồi chỗ nào bập sợ á ém sẽ chặt luôn. Tưới miếng nè, phủ lớp cát rồi tưới, rồi dùng tay ém cho nó chặt cái bầu á. Cát nó chạy xuống mấy cái kẻ với hết hết trơn nha. Rồi kết thúc á. Rồi, chúc mọi người chăm thật là tốt á. Rồi, xin chào. Rồi, hoàn thành rồi đấy. Lúc trước là anh ta lỡ mà vô cái cây mà vô cái chậu bự quá ha. Đây, như cái cây này nè, vô cái này kiểu này nó cũng hơi lớn nè ha. Đó. Sau này nó xanh nó tốt rồi, chúng ta có thể ép sang chậu nhỏ. Thì lúc trước cái này mình không có sợ, lúc trước mình để nguyên cái bầu đất luôn ha. Không có sợ, sau này ghép chín nó mạnh đi. Muốn ép sang chậu nhỏ chơi thì ép á, còn nếu mà muốn nuôi phôm tàn lớn á thì cứ để á, còn lớp đá cùng với mình lót lớp đá xanh với ha. Mình không có sợ là nó không có rõ nước á. Lớp đá xanh ở dưới đây nè. Đó. Rất là rõ nước á. Chúng ta muốn ép thành chậu nhỏ thì còn cái bầu đất đó, chúng ta vũ ra nó không có bị bể bầu á. Cứ ép thoải mái như cái cây mình vừa ép á. Đó. Còn khi mà chúng ta vũ bầu thì rất là khó ép á. Ban đầu của cái thuận lợi của cái mà vũ bầu sạch sẽ ha. Sau này ép sang cái chậu lớn, ép sang cái chậu nhỏ hơn á thì phải canh cái lúc cái cây nó mạnh thật là mạnh á. Đó, rồi chúng ta mới lặt lá hết, bấm thâu cành á. Rồi vũ bầu mới ép sang được. Còn cái này thì chúng ta để nguyên bầu thì chúng ta có kỹ thuật trồng á. Kỹ thuật trồng là chúng ta bằng cách là chúng ta lót đá xanh với đá chậu thôi á. Một cái bước đơn giản thôi. Cái xanh này muốn xử lý làm sao cũng được. Lúc trước thì trồng mà thấy không nè, có gì thì trồng đó ha. Cái chậu này đâu đó nó có hình như nó có 200.000 hay gì vậy, 200, 250 gì vậy. Cái chậu này thì nó mắc gấp 10 lần cái chậu đó ha. Đó. Đây, trước mình nói chung là cũng không có điều kiện á. Cái chậu này nó nhỏ hơn mà nó mắc gấp 10 lần cái chậu đó đó. Đó. Còn mấy cái chậu này thì nó gấp cả 20 lần mấy cái chậu này của mình á. Làm nói chung làm từ từ, thấy người ta làm đẹp thì mình bắt chước theo á. Mình đi thấy mấy vườn bonsai người ta làm đẹp quá đó, bắt chước. Bắt chước học chút ha. Chúc mọi người làm thật là tốt á. Kiểu như cái chậu hình chữ nhật nè, chúng ta ép qua cũng được á. Như cái đó mình ép á. Từ cái chậu 7 tấc ép xuống còn có 5 tấc rưỡi à. Ép thì lặt lá. Còn cây chúng ta nó xanh tốt thì chúng ta ép thì chúng ta để trong mát á. Nếu mà nó rủ lá thì chúng ta phải lặt lá bỏ đó. Còn tốt nhất là lặt lá, lặt trụi lá. Rồi nè, muốn ép sao ép ha. Đó. Kết thúc video á, thì mời anh em xem những cái hình mẫu mà mình đã ghi lại là được ở các chợ hoa Tết cũng như là các triển lãm á. Đây, chúng ta coi, chúng ta học theo từ cách mà người ta phối chậu á. Người ta phối chậu, người ta uống sữa, ép chậu, uống sữa, tạo dáng á. Đây là một cái phôi mai xù á, hình con thú á. Ép vô cái chậu nhỏ thôi ha. Đó, nó vừa khít luôn, nhìn nó rất là cân đối á. Đó, đây là cây mai miên thủy thôi, 5 cánh thôi á, chứ không có cần cắt ghép sặc sỡ đâu. Đó, chúng ta xem á, cách phối chậu à. Cái chậu tròn á, nhìn nó đơn giản á. Trưng bày trên một cái bục nó vừa thôi. Cái bục nó cao, nhìn thấy nó rõ ràng á.
Đây là hình ảnh vào Tết năm 2019 nè. À, xin lỗi, Tết 2018. Hội chợ năm 2018, năm đó thời tiết rất là lạnh nè. Đi vô triển lãm thì được một vài cây nở thôi, nín khe ở trần nha. Năm 2018 à, nhớ năm đó thời tiết rất là lạnh nè. Năm 2018 thì mình bán ở chợ hoa quận 12, ở chợ hoa An Sương á, ở phía sau chợ An Sương á. Năm đó thì sách mấy cây Phú Tân ra bán thì rất là đạt á. Nở thì nó không, như cái này nó nở thì không có đều quá. Đây, cách người ta phối chậu đây. Đó. Chúng ta coi, chúng ta học theo quá. Đây. Đó. Cây bự mà vô chậu nhỏ thôi để trưng bày. Cũng cái cây này á, thay vì chúng ta mua gì chúng ta chơi Tết thì chúng ta chơi được có 1 tuần lễ à. Đây, cây Thủ Đức đến năm 2019 thì đạt giải đặc biệt á. Đúng rồi, cây này thì năm 2019 là giải đặc biệt. Liền hết rồi. Cái chậu tròn á. Cây này thì mình nhớ là của nghệ nhân ở An Giang á. Đó. Đó, cây bên đây đó. Đó, rất là đẹp. Năm 2018 á, Tết 2018 thì cây này người ta chụp hình rất là nhiều quá. Cái cây mai xù quá. Đó. Còn cây này tay cành người ta uống á. Cây thì gốc rất là to. Cái chậu nhỏ thôi ha, gốc cỡ 6-70 gì đó, mà vô cái chậu chắc cỡ 8 tấc thôi. Đó, cành nhánh đó, phân bố rất là đều quá. Chậu hình chữ nhật á, như cây cổ thụ vậy. Đây. Hình chữ nhật á, cây này thì bông chùm luôn nè. Em thấy không, bông mình rất là đều. Cây mình là cây nguyên thủy á, không có ghép á. Bông rất là đẹp, những cây nguyên thủy bông đẹp thì chúng ta không cần ghép làm gì á. Chúng ta chỉ có lấy cái bông của nó, lấy cái giống của nó, ta ghép đi cây khác thôi ha. Chứ chúng ta không có cần mà ghép nữa làm gì á. Đó, chúng ta coi Tết mà nở đẹp thì chúng ta lấy nó, chúng ta ghép cho cây khác thôi. Đó, chậu quá. Đó. Đẹp mà là cây nguyên thủy á. Đây những hàng cây mai mai lớn đây. Đó, chú cũng vô chụp hình đó. Đó. Cái này thì nở rực, gần như là nở rực, nở đạt nhất chợ hoa xuân á, ở hội hoa xuân á. Rồi, còn cái cây này đến năm 2020 á, cây mai là cây mai năm cánh, nó đạt giải đặc biệt á. Đó. Chúng ta vừa xem được hai cái cây mai mà để đặc biệt á. Còn cái mai cây ông chú ông đứng chụp hình á, cây đó thì năm 2018 đạt giải vàng á. Nó rất đạt ha. Cái này như lực sĩ vậy ha. Rất là lớn á. Con nó dễ ở ngoài nó nhìn nó lớn, dữ lắm lớn á. Đến năm 2020 và 2021 á, cái khu này có thêm cái cây mai cúc thọ hương á, gốc lớn á. Anh em là đi nhiều năm thì có để ý ha. Đó, năm 2020 thì cái cúc thơ nằm ngay góc trước mặt chúng ta. Năm 2021 vừa rồi thì nó nằm bên ngay vị trí ngay chỗ cái cây bên trái. Rồi, ở đây là cái chợ hoa Xuân Phú Mỹ Hưng năm 2018. Những cái cây mai bonsai Bình Định của vườn mai Bảo Long. Vườn mai bonsai Bảo Long. Đây là cũng những cái cây của Bình Định á, người ta cũng kỹ thuật ép chậu đây. Đó,
À, chúng ta thấy không? Trong chậu để nó bó cứng ngắc luôn ha. Đây là giống cúc cúc bảo long á. Cúc bảo long thì cái form nó gần giống như là cúc thọ hương á. Nhưng mà cái sức sống nó không có mạnh bằng. Thoạt ra thì đỏ ửng ha. Cúc bảo long. Chung là mấy hàng mấy cúc này chúng ta xem cái mặt hoa nó cũng tựa tựa gần gần giống nhau á. Nó cũng 7 10 cũng 8 10 thôi. Tựa tựa giống nhau. Mình có gặp mấy anh ở ngoài Bình Định mấy anh á, mặt hoa nào mặt nấy cũng tựa tựa giống như là cúc bi á. Gần gần giống thôi. Nói chung lấy cái cúc bi là cái trung gian á. Đấy, thì cúc viết nó đẹp, mình coi như là nó đẹp 10 phần thì cúc bi đẹp 7 phần á. Bonsai đây, chậu nè. Mỗi Bình Định mỗi lần ta đem cái mai từ Bình Định vô miền vô thành phố Hồ Chí Minh vô Sài Gòn bán phải 700-800 cây số á. Phải xách mấy 700 cây số. Đó nên khi mà người ta đem người ta phải chỉnh chu á. Chậu đây. Bán cho những người biết chơi á. Đây, phải chỉnh chu á. Còn ở miền Tây đem lên thì nói chung là ở cái khu của mình á bán ra Tết là sách mấy cái hàng dạt không à, những cái hàng mà nó đạt chuẩn á thì bán cho thương lái đi hết rồi đó, tại nhà vườn đi thì sách những cái hàng mà như là thương lái người ta chê á, lên thành phố bán rất là rẻ đó, nên mai miền Tây lên thì nó không có được bắt mắt lắm á. Mai miền Tây mà người miền Tây bán á, đó là lúc trước á, còn sau này thì người ta cũng có chịu đầu tư á. Đầu tư thì những cái cây hàng giá trị phôi giá trị lớn á, người ta đem lên cho thuê thì vẫn có cây đẹp á. Đấy. Sau này người ta cho thuê thì vẫn có những cái hàng cây rất là đẹp, giá trị rất là cao á. Rồi, chúng ta cùng xem đây. Những cái cây phối tượng á, chậu tượng nè. Anh em nào có những cây mini á, có mua cái chậu thì anh em xem á, phối tượng. Này, bonsai á. Gốc rất là lớn á, gốc 60-70 bị ép vô cái chậu, nhìn nó còn có 5 tấc mấy, 6 tấc à. À, chậu tượng đây. À, chậu tượng là bình bông, rồi cái lưu, à. À, đa dạng ha. Những cái mini đây. À, vô cái chậu này thì nó cũng góp phần làm cái này nó đẹp thêm không. Những cây này thì mình hỏi năm 2019 á, xin lỗi năm 2018 mình hỏi thầy giá đâu đó khoảng chừng 1 triệu, 1 triệu rưỡi á, thì 1 triệu, 1 triệu rưỡi lúc đó nói chung là mình đi mình xem không mà, chứ hồi đó đi làm công nhân ngày có 200.000 ha, đó 200.000 mà mình đi xem thôi, lúc đó giờ sẽ cây mình bán đi chợ bán hàng cây nó giá rẻ lắm, nó có 100 mấy 200.000 à. À, sau này làm mà bán giống á, bán giống thì có điều kiện thì mới mua được những cái cây mà có giá trị một chút ha. Đó, cây này thì đâu đó khoảng 1 triệu rưỡi 2 triệu rồi đó. Năm 2018 á, Tết năm 2018, cách đây 2018, 2019, 20, 4 năm rồi ha, 4 năm trước. Này, những cây già đây đó. Ít nhánh ha, mai bonsai Bình Định thì không có tùm lum giống như của mai miền Tây đâu, mai miền Tây với mai tàn, mai tàn nhánh thôi, búa lôi xua hết trơn à. Đó. Đó còn mai thế của người ta chỉ vài nhánh thôi, có lưa thưa nhưng mà nó rất là đẹp á, nhánh nào ra nhánh đó. Cây rất là đẹp ha. Chứ bạn ta là cây cúc viếp á, cúc viếp già mùa á, nụ nó tròn á, cúc viếp cúc kỳ kỹ rồi ha, nở bông đẹp dữ lắm. Nó ít ít gì mà nó nở bông nào xứng đáng bông đó ha. Này, nguyên cái cục xù à, em thấy đã chưa,
Nó sù nguyên cục luôn á. Nó có khúc mà sù nguyên cục luôn. Cây này người ta làm lũa làm sao á. Có mấy nhánh nó khô mà người ta không cắt bỏ. Đấy, để làm lũa ha. Đó, còn cái cây này đây, khúc viếp bảo lâu mà. Nó nở rất là đẹp á, cái cây này nở mình nhớ hoài cái cây này luôn nè. Nhớ đến năm 2020 mình còn nhớ cây này á, mình phải tìm đến gian hàng của vườn bonsai Bảo Long bán ở đường Thành Thái á. Mình mua cây về mình làm giống á. Đó. Mình nói chung là ghép gốc bự thì bông rất là đẹp á. Đó. Còn ghép gốc nhỏ thì bông nó chung là chưa đủ lực thì bông không được giống như cây mẹ. Cái gốc này, thì mình nghe nói là người ta định giá đâu là 180 triệu á. Nhưng mà hồi Tết, hồi năm rừa rồi á, thì mình không thấy bán ở chợ Tết, có thể là bán rồi hoặc là cho thuê rồi á. Bán hoặc là cho thuê rồi, tại vì năm 2018 nó nở rất là đẹp á. Nó nở như một quả cầu á. Này, chúng ta coi các cành nhánh người ta phân bố nè, nó nằm ngang á. Đó, nằm ngang nó uốn lượn chứ không có cái nhánh nào mà nó xỉa nó sọt sọt lên lên trời hết trơn á. Đó. Nằm ngang á, chúng ta coi, chúng ta học theo á. Này, diễn cây vô chậu á. Cúc viếp Bảo Long á. Nè, nguyên dàn chậu á. Đây. Uống nắng á, đây anh em là thích uống sữa nè, thích uống tay uống nắng tay cành nào ha, lắc léo lắc lượng vậy đó. Chúng ta coi Meli á, cái năm mình đi đó, ở nhà là mai cũng nhóc mà thấy gian hàng này mê á. Coi như gian hàng này mai bonsai mà như là đẹp nhất chợ luôn ha. Nhất chợ hoa Phú Mỹ Hưng quận 7 á. Cách người ta trưng bày á, để lên đôn rồi lên kệ rồi đây. Chọn chậu phối chậu á, đấy. Lần đầu tiên lần đầu mà mình thấy người ta làm đẹp như vậy á. Lúc trước thì ở cái vùng mình trồng á, thì trồng chậu xi măng không à. Tới Tết thì sơn đỏ là đi bán thôi chứ không có biết tới những cái chậu mỹ nghệ như thế này nha. Làm đầu tư, có đầu tư thì cây nó đẹp á. Chơi hoài không có chán. Ví dụ nhà ta không có đất nhiều, chúng ta đóng mấy cái kệ này ha, chúng ta để lên sắp mà cũng được mấy chục cây rồi ha. Như cái phần này diện tích không có nhiều đâu. Đó, ngang thì nó chỉ có 3 mét nè, rộng vô thì chỉ có 1 mét thôi, 3 × 1 á, là chỉ có 3 mét vuông thôi á. 3 mét vuông thôi mà chơi được mấy chục cây rồi lên cái kệ á. Ba mét vuông để được mấy chục cây mini rồi đó. Ta đóng cái kệ, chúng ta để chỗ mà lan can được ha. Rất đẹp ha. Cây này nè, cúc viếp Bảo Long đó. Nhìn cái hoa là nhớ hoài luôn đó, đã chưa đó. Chậu quá đó, lớn thật lớn à. Chúng ta xem lại đây, những cái hàng chậu tượng á, có cái tượng bị bể rồi, nguyên dàn chậu tượng đây. Người ta mua cái tượng vậy, người ta kiếm cây nào già nó để vô á. Đây, chậu hai tầng nè, nó kiểu phu thê huynh đệ gì đó ha, phu thê. À.
mỗi cây mỗi nét không có cây nào giống cây nào đâu nha, mấy trăm cây mà không có cây nào giống cây nào đó, nhìn nó không có bị chán á, không có bị nhàm, không có bị lặp đi lặp lại, nó không có bị chán á. Đó, mỗi cây mỗi khác à, cây trước mặt ta cút viếp á. Tết thì người ta ngắm bông bình thường, thì người ta ngắm chậu, ngắm gốc rễ, ngắm tay cành đều ha. Đó, nói chung chơi cái cây bonsai là chơi quanh năm. Đó, còn chơi cây mai Tết là chỉ vào dịp Tết thôi. Đó, chơi bông chỉ vào dịp Tết thôi. Còn chơi chơi chậu, chơi gốc rễ đâu nè, là quanh năm á. Đó, là vì nó mắc là nó mắc cái chỗ mà chúng ta chơi được cây quanh năm á. Hôm Tết thì chúng ta chơi có 1 tuần à, còn quanh năm ta chơi được tới 50 tuần nữa nha. Đó, thì có thể là giá trị của cái cây bonsai có thể gấp 50 lần á, gấp 50 lần cái cây bình thường á. Để chúng ta chơi hoài mà ha, tính ra giá trị chúng ta chơi quanh năm thì tính ra cái cây thì nó vui á, ngày nào chúng ta cũng chơi thôi nha. Như kiểu chúng ta mua cái cây tầm chừng triệu á, ngày nào chúng ta cũng chơi cũng vui á. Đó, chúng ta chơi vui thì có động lực, có niềm vui á, niềm vui làm việc tốt hơn, khỏe hơn á. À, còn cái cây mà chúng ta chơi mà dịp Tết không à, đấy thì nó cũng nói chung là cũng vui á. Đó, nhưng mà kiếm cái cây nó đẹp đẹp, nó vừa mắt á thì chơi quanh năm á. Đấy. À, cây thì nó sống hoài á, chứ nó không có, như chúng ta biết nuôi á, chúng ta biết cách trộn phân, trộn chất trồng á, tưới phân tưới nước hợp lý á, đó thì nó sống hoài à. Đó rồi, hẹn gặp lại mọi người ở các video sau á. Nói chung học hoài á, làm hoài chừng nào chúng ta sở hữu được cái dàn cây như thế này á, ngắm đã luôn á. Bây giờ đi ngắm cái năm mình đi ngắm, mình đi đâu cả 2 tiếng đồng hồ gian hàng á, đi hoài không có chán á, mệt quá là phải về thôi. Ngắm hoài không có chán á. Trước này là người ta chân cây cúc bi á, cúc bi chắc chậu cả 5 tấc à.